Vượt bão chấn thương, đội tuyển Việt Nam lên đường dự Asian Cup 2023. Barcelona thắng ngược, Juventus đánh tennis với đối thủ. Ronaldo nhận vinh dự chưa từng có. Rạng sáng mai, ngày 6 tháng 1, VTV Cup On sẽ phát sóng trực tiếp trận đấu giữa Bologna gặp Genoa thuộc vòng 19 Serie A vào lúc 2:45 trên kênh On Football. Kính mời quý khán giả đón xem. Đội tuyển Việt Nam lên đường dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Hôm nay, ngày 5 tháng 1, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Qatar tập huấn trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023. Đây cũng là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Chu Xie hướng đến giải đấu quan trọng. Trong thời gian này, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu mang tính chất tổng duyệt với đội tuyển Kyrgyzstan vào ngày 9 tháng 1. Thông qua trận đấu này, ban huấn luyện sẽ có cái nhìn toàn diện để kịp thời điều chỉnh về lực lượng, chiến thuật cho đội tuyển. Trước ngày đội tuyển Việt Nam sang Qatar, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup. Đây là danh sách mà huấn luyện viên Chu Xie nộp cho AFC vào hôm 2 tháng 1 vừa qua, theo yêu cầu bắt buộc của ban tổ chức. Tuy nhiên, đây chưa phải là danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam. Theo quy định, các đội tuyển vẫn được quyền thay thế nhân sự vào thời điểm một ngày trước khi trận đấu đầu tiên của mình diễn ra. Trường hợp của đội tuyển Việt Nam thi đấu trận mở màn Asian Cup 2023 vào ngày 14 tháng 1. Chiếu theo quy định, huấn luyện viên Chu Xie có thể thay thế nhân sự vào ngày 13 tháng 1, tức 24 tiếng trước khi trận đấu gặp Nhật Bản bắt đầu. Real Madrid và Girona gọi, Barcelona trả lời. Barcelona đã để thủng lưới ngay phút thứ 12 trong chuyến làm khách tới Las Palmas ở vòng 19 La Liga, chỉ một phút sau khi Joao Cancelo chấn thương và phải rời sân bất đắc dĩ. Tiền đạo Haddadi chạy chỗ đón đường căng ngang của Sandro Ramirez rồi dứt điểm mở tỷ số cho đội chủ nhà. Trong thế trận khó khăn, Barca gỡ hòa một đều nhờ tình huống tỏa sáng của Ferran Torres ở phút thứ 55. Tiền đạo người Tây Ban Nha tung cú sút hiểm hóc giữa vòng vây của hai cầu thủ Las Palmas hạ gục thủ môn của đối phương. Khi nhiều người nghĩ rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, thì Barcelona được hưởng quả phạt đền. Ilkay Gundogan thực hiện thành công cú sút 11m giúp Barca thắng 2-1 ở phút thứ 90+3. Màn lội ngược dòng trước Las Palmas giúp Barca tiếp tục đứng thứ 3 tại La Liga với 41 điểm, kém 7 điểm so với hai đội dẫn đầu là Real Madrid và Girona. Juventus nổi giận, chút mưa bàn thắng vào lưới đối thủ. Ở trận đấu muộn nhất vòng 16 đội Cúp Quốc gia Italia, Juventus đã có màn lội ngược dòng hoành tráng trước Salernitana. Đội bóng thành Turin sớm để thủng lưới ngay phút đầu tiên nhưng gieo ác mộng cho đối thủ bằng 6 bàn thắng, giành chiến thắng 6-1 trước đối thủ. Juventus tiến vào tứ kết Cúp Quốc gia Italia gặp Frosinone. Ở các cặp đấu còn lại, Fiorentina đối đầu với Bologna, AC Milan sẽ chạm trán với Atalanta và Lazio có trận derby với AS Roma. Ronaldo nhận vinh dự chưa từng có trong lịch sử. Hôm qua, ngày 4 tháng 1, theo tờ Global Soccer thông báo rằng Cristiano Ronaldo đã thắng giải mang tên huyền thoại Diego Maradona. Đây là hạng mục giải mới được Global Soccer tổ chức trao tặng cho cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất trong năm qua. Ronaldo đã ghi được 54 bàn thắng, thành tích mà không có đồng nghiệp nào chạm đến, nhiều hơn 2 bàn so với Harry Kane của Bayern Munich và Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain. Thành tích này cũng đã được FIFA đăng xác nhận. Chưa dừng lại ở đó, Ronaldo còn đang cạnh tranh ở nhiều hạng mục giải khác của Global Soccer, bao gồm cầu thủ nam hay nhất, còn được gọi vui là quả bóng vàng Dubai, giải cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất tại Trung Đông và giải cầu thủ được người hâm mộ yêu thích nhất. Kết quả sẽ có tại gala trao giải Global Soccer Awards diễn ra vào ngày 19 tháng 1 tại Dubai. Ở hạng mục quả bóng vàng Dubai, Ronaldo đang là kỷ lục gia với 6 lần được vinh danh, nhiều hơn 5 lần so với các đối thủ xếp sau. Lần gần nhất anh được xướng tên là vào năm 2019. Trước đó, Ronaldo đã dẫn đầu ở vòng bình chọn dành cho khán giả. Giờ đây, một hội đồng gồm các cựu danh thủ là Totti, Casillas, Figo, Lippi sẽ đưa ra quyết định liệu anh có thể lập cú đúp giải thưởng cá nhân trong đêm gala vào ngày 19 tháng 1 hay không. Ngoài 6 quả bóng vàng Dubai và giải Maradona, Ronaldo từng được Global Soccer vinh danh ở hai hạng mục đặc biệt khác là cầu thủ hay nhất thế kỷ 21 tính từ 2001 đến 2020 và cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại 873 bàn. Ronaldo đang bỏ ngỏ khả năng dự gala Global Soccer vào ngày 19 tháng 1 do anh bận chuẩn bị cho tour du đấu Trung Quốc
cùng câu lạc bộ Al-Nas. Lịch trình của CR7 khá bận rộn. Vào cuối tháng 2, anh sẽ trở về Ả Rập Xê Út để đối đầu với Inter Miami của Messi trong trận giao hữu được cả thế giới chờ đợi. Philip Nguyễn tiết lộ bị đồng đội trêu vì phát âm tiếng Việt buồn cười. Vào tối qua, ngày 4 tháng 1, sau khi chính thức có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam lên đường đến Qatar chuẩn bị tham dự Asian Cup 2023, thủ môn Philip Nguyễn đã có những chia sẻ đầu tiên. Anh khẳng định bản thân đang tích cực trau dồi tiếng Việt để gắn kết tốt hơn với đồng đội trên đội tuyển Việt Nam. Thủ môn sinh năm 1992 cho biết, khó khăn dành cho tôi nằm ở việc tìm tiếng nói chung trong lối chơi và thi đấu. Chúng tôi không chơi với nhau thường xuyên. Tôi cần học tiếng Việt nhiều hơn để thấu hiểu đồng đội cũng như để họ có thể hiểu tôi. Philip Nguyễn dành nhiều nhận xét tốt đến người bạn cùng phòng là thủ môn Đình Triệu. Đình Triệu luôn cố gắng giúp tôi ở nhiều khía cạnh như học thêm nhiều tiếng Việt mới. Anh ấy cũng giúp phiên dịch tiếng Anh cho tôi trong những cuộc họp buổi tập. Những đồng đội khác cũng giúp tôi rất nhiều trong giao tiếp. Nhưng đôi lúc họ trêu tôi vì phát âm chưa tốt khi tôi nói ra điều gì đó rất buồn cười. Thủ môn Philip Nguyễn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam đã ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. Anh tin rằng toàn đội sẽ đồng lòng hướng đến kết quả tốt nhất tại Asian Cup 2023.